Quý nhân xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chương trình Chào Buổi Tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Giang phụ trách. Và có lẽ quý vị nhìn màn hình quý vị biết rồi, có luật sư Dương bên cạnh Hương Giang trên màn hình. Điều này có nghĩa là đây là chương trình thứ 6 cuối tuần và Hương Giang xin chào quý vị, Hương Giang xin chào anh Duyên. Xin chào tất cả quý khán giả và Hương Giang với một nụ cười thật tươi. Anh Duyên, Hương Giang có mua cho anh Duyên mấy chai Sriracha để ở đây khi nào anh Duyên qua lấy? Ok, nghe nói là tại vì cái supply chain nó gặp khó khăn cho nên ớt bắt đầu là không có phải không? Dạ đúng rồi, xong là người Việt Nam mình đó là đổ đi bắt đầu mua trữ. Người Việt Nam mình hay có một cái bệnh như vậy. Không phải, ai cũng như đó. Hồi nhỏ lớn chưa bao giờ biết ăn ớt đó, nhưng mà nghe ớt hiếm cái tự nhiên ngày hôm qua bắt đầu tập ăn ớt. Đúng rồi. Nào là chữ gạo này, chữ nước mắm, Hương Giang nhớ cái đợt chữ nước mắm là ghê nhất. Chữ nước mắm, chữ gạo rồi còn bây giờ là chuyển sang chữ ớt. Nhưng mà biết nữa mà còn có một nhạc sĩ đi dắt cây đàn guitar mà còn hăm dọa thiên hạ nó cứ bình tĩnh đi nha, không đi đâu nhớ dắt cây đàn guitar theo, lỡ cúp điện mình chẻ đàn ra mình chụm nữa, đại khái như thế. Có hả? Cái vụ này không Hương Giang chỉ biết là bây giờ là thiên hạ đổ nhau đi mua ớt. Nhưng mà thực ra đó quý vị, Hương Giang nhắc nhở quý vị như vậy nè. Công ty Huy Phong thực ra từ hồi tháng 7 năm 2021, tức là từ năm ngoái gần một năm trước, họ đã gửi thư ra thông báo là tình hình họ thiếu cái nguyên vật liệu, cho nên là có thể là cái dây chuyền của họ ngưng. Và bây giờ họ gửi ra tiếp một cái thông báo nữa là họ sẽ ngưng cho đến là sau cái tuần lễ Labor Day, tức là khoảng hình như tháng 9 thì phải, thì khi đó dây chuyền sản xuất mới quay trở lại, bởi vì do điều kiện thời tiết cho nên họ không có được cái nguyên vật liệu như ý để có thể sản xuất mà nó ra cái chất lượng của sản phẩm của họ như cũ. Nhưng mà quý vị, ngoài kia đó nó có nhiều loại tương ớt lắm, không quý vị đừng có nên mà đi trữ. Bởi vậy ba chai tương ớt con gà mà Hương Giang mua cho anh Duyên là vẫn để đây, nhưng không có lấy là Hương Giang ăn. Nhưng mà quý vị biết không, bây giờ thời tiết của Cali rất là nóng. Ngày hôm nay tại vùng vịnh San Francisco của chúng tôi là 90 mấy độ. Mà quý vị biết nó thời tiết vừa nóng này, tương ớt cũng nóng này, nhưng mà nó không có nóng bằng cái phiên điều trần vào tối ngày hôm qua. Anh Duyên có xem không? Nếu mà anh Duyên nói mà anh Duyên không xem nó thì bảo đảm là khán thính giả mình không ai tin hết. Đúng rồi, như vậy Hương Giang cũng đã không có tiền. Không, đúng là cái câu hỏi của Hương Giang là anh Duyên xem từ đầu tới cuối hay là anh Duyên có cắt bỏ phần nào không? Đúng đó là như vậy chứ. Từ đầu tới cuối không cắt bỏ phần nào hết, mà còn sau khi xem xong rồi còn xem đi xem lại. Cũng có những đoạn Hương Giang xem đi xem lại. Xem đi xem lại rồi còn phân tích. Bây giờ Hương Giang hỏi anh Duyên nè, trước khi vào xem cái phiên điều trần giờ vàng vào tối ngày hôm qua đó, nhưng mà Hương Giang cũng muốn chia sẻ với quý vị, cái phiên điều trần tối ngày hôm qua có gần 20 triệu lượt người xem, ngồi trước truyền hình xem. Tức là cái con số thống kê sơ bộ của Nielsen họ cho biết là như vậy. Số lượng người xem ở trên các kênh truyền hình cũng như là trên truyền hình cáp. Thực ra đó, so với những cái sự kiện chính trị khác như là bài diễn văn thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 3 thì cái 20 triệu này nó thấp hơn rất là nhiều. Nhưng mà đối với một cái phiên điều trần của Quốc hội thì đây là một con số kỷ lục. Và góp phần trong đó là có luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và Hương Giang. Bây giờ nè, Hương Giang muốn hỏi anh Duyên, trước khi mà vào xem cái phiên điều trần vào tối ngày hôm qua đó, anh Duyên bắt chuyện gì, cái điều gì mà anh Duyên quan tâm? Cái điều mà quan tâm nhất đó là cái vấn đề đây, mình không phải là mình ghét một cá nhân nào, nhưng mà mình đã nhìn thấy một cái hành động phản quốc nó đã xảy ra rồi. Cái vấn đề mà lấn cấn bây giờ đó là mình cứ nghe hoài những cái người mà nói rằng là tổng thống em nó làm như vậy, mà em nó đâu có ý định như vậy đâu, em nó làm cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, cái intent là cái quan trọng. Thì đúng y chang là ngày hôm qua mới có phiên điều trần đầu tiên thôi đó, mà cái intent, cái ý định phạm tội của Donald Trump nó được chứng minh một cách quá rõ ràng. Mà cái ngoạn mục nữa là cái ủy ban của Quốc hội đó, họ đưa ra những cái nhân chứng đầu tiên mà anh Duyên ngạc nhiên nhất là đưa Bill Barr. Bill Barr là một cái người mà gọi là ủng hộ Donald Trump bằng mọi giá. Vậy mà trong cái phiên đầu tiên ngày hôm qua, Bill Barr dùng một cái chữ là
tôi đã nói với Donald Trump, cái tin mà nói là có ăn cắp bầu cử, gian lận bầu cử, cái đó là BS, có nghĩa là Bachelor of Science, BS. là... Nhưng mà anh Duyên, Hương Giang đồng ý với anh Duyên là ủy ban thực ra đó họ có mướn những người chuyên nghiệp, ngay cả cái cách tiếp cận với truyền thông cũng vậy, họ có mướn người chuyên nghiệp. Cái người mà produce những cái đoạn băng này, sắp xếp đoạn băng này ngày hôm qua hết sức là ấn tượng. Ngoài cái phần mà ấn tượng của Bill Barr, còn phần nào mà anh Duyên có ấn tượng nữa? Và ngay sau đó là cái lên tiếng của Ivanka Trump. Tại vì hồi nãy Hương Giang mới vừa nói rằng là cái ủy ban này họ sử dụng những người rất là chuyên nghiệp đó. Nếu mà tất cả quý khán giả mà anh Dương biết, Hương Giang cũng quan sát cái chuyện đó, là những người mà thẩm vấn mà đặt câu hỏi đó không phải là những người ở trong ủy ban, không phải là những người dân biểu, mà biết ra đó là những cái tay này là những cái tay công tố mà chuyên nghiệp, người nào cũng chắc có mấy chục năm kinh nghiệm đó. Thành ra cái cách mà họ đặt những cái câu hỏi đó nó to the point, và đồng thời hình như có cái tâm lý trong đó nữa. Khi mà hỏi Ivanka đó thì không hỏi là Ivanka nghĩ gì về hành động của Donald Trump, không có nghĩ nói vậy. Cô nghĩ thế nào về cái ý kiến của ông Bill Barr? Thành ra giống như mình đánh những người chơi bida thì hiểu anh Duyên nói, thay vì đánh direct, đánh thẳng đó thì đánh cho nó dội vô cái băng đó rồi nó mới dội ra để mà lấy điểm. Cái đó nó tuyệt vô cùng. Quay trở lại, tức là cái anh Duyên làm Hương Giang nhớ cái câu hỏi là cái ý kiến của ông Bill Barr nó ảnh hưởng tới cái nhận thức của cô như thế nào. Cái cách nói rất hay. Bây giờ này, tí nữa nha sẽ quay trở lại với phần của hai người này. Đó là cái trông đợi của anh Duyên trước khi mà vào cái phiên điều trần này. Bây giờ coi xong rồi, coi đi coi lại, thì anh Duyên thấy là cái điều mà anh Duyên trông đợi nó có được đáp ứng hay không? Thứ nhất là nếu mà nói đúng cái trông đợi của ngày hôm qua thì nó được đáp ứng rõ ràng. Nhưng mà đây là cái lỗi của cái lỗi nặng của cái ban của ủy ban ngày 6 tháng Giêng nè. Cái lỗi nặng hôm qua đó là at the end đó, họ làm cho anh Duyên còn khao khát để mà nghe cái lần tới nữa. Thành ra mấy cái người này giống như là bán hàng rồi mà còn dụ mình đó, là lần tới chắc là cái món hàng còn tốt hơn nữa. Thành ra đúng là mấy cái người này, cái bụng của họ không có tốt đâu. Nhưng mà thật sự anh Duyên, thứ nhất là ngày hôm qua xem là quá đã rồi, mà biết rằng là không xem lần tới là không được đó. Thành ra mình mới thấy rằng là hình như cái ủy ban này đó là hơi quá đáng, đại khái nó như thế. Hương Giang phải ship mấy cái chai tương ớt qua cho anh Duyên ngay liền lập tức. Không chờ qua lấy nữa. Bây giờ quay trở lại, thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, nếu mà quý vị mà theo dõi chương trình của Hương Giang thì tối hôm qua Hương Giang có tường trình, mà anh Duyên biết là Hương Giang tường trình, Hương Giang nói này, nhớ tới đâu kể tới đó. Thực ra là như vậy, tại vì mình vừa mới xem xong mà, cho nên nhớ tới đâu kể tới đó. Bây giờ quý vị biết là tối hôm qua có những đoạn băng, mình không có nói trích đoạn những cái lời khai thì không có nói rồi, tại vì những lời khai đó là những cái lời khai tại những cái phiên điều trần, tại những cái phương lấy lời khai bí mật kín, cho nên mình đó là những cái thông tin mới mình không có nói. Nhưng mà trong cái phiên điều trần tối qua nó có những cái đoạn băng, mà đặc biệt là những cái đoạn băng khi mà những người, đặc biệt là hai cái toán là Proud Boys với là Occupy, họ xông vào điện Capitol, họ la, họ đòi treo cổ Mike Pence, họ đánh cảnh sát. Những cái đoạn băng đó, có nhiều đoạn băng mà nó chưa có từng xuất hiện, chưa từng được công bố. Bản thân Hương Giang xem những cái đoạn băng đó là nổi da gà. Bây giờ anh Duyên, bây giờ mình có lời khai của Ivanka Trump, của Bill Barr, của Jared Kushner, của các luật sư chiến dịch của ông Donald Trump, mà có hai người Morgan với Cannon, thì là lâu nay mình không hề biết là hai người này có ra điều trần trước ủy ban. Rồi cái phần điều trần của hai nhân chứng cụ thể trực tiếp ngay trong cái phiên tối hôm qua đó là Caroline Edwards, cảnh sát Caroline Edwards với ông Nick Quested. Anh Duyên đánh giá cái phần điều trần trực tiếp của Edward và Nick Quested nó
có cái nó có cái trọng lượng vào tối ngày hôm qua hay không? Thực sự ra đây là cái cách mà sở diễn mà anh Duyên nể đó, mà anh Duyên hồi nãy đùa nó chơi nó là ô cái ủy ban này quá đáng đó. Thực sự là những cái tay chuyên nghiệp như là Hương Giang nói, khiến cho hai tiếng đồng hồ điều trần đó, mà họ gần như là họ present cho mình nhiều cái thông tin, mà những thông tin đó nó chạm tới những cái ngõ ngách khác nhau trong cái suy nghĩ của một người dân bình thường, của một người công dân Mỹ. Thì khi mà đưa những cái người bình thường, không, mấy người này không phải bình thường, khi mà cô Edwards cổ ra, cổ nói, cổ trình bày rằng là tôi là một cảnh sát, cả đời tôi chưa bao giờ được huấn luyện để mà gọi là chiến, không có cuốn huấn luyện để mà tham dự một cái cuộc chiến tranh, không bao giờ đó. Tôi là nhân viên để mà giữ trật tự, và thường thường cả đời tôi là tôi deal với những cái người mà có tội và tôi bắt giữ. Tự nhiên bây giờ giống như là một cái cơn ác mộng vậy đó. Tôi bị tràn ngập bởi những người mà những người này là fellow Americans tấn công tôi, tấn công đồng nghiệp tôi trợt lên trợt xuống vì máu của họ. Những cái đó nó đánh động vào cái mình là người nhân chứng mà, mình là người juror mà, mình giống như là bồi thẩm đoàn vậy đó. Nó đánh động vào cái suy nghĩ của mình. Rồi bên cạnh đó là ông Nick, ông nói là tôi quay phim, tôi làm những cái điều này điều đó bên kia. Thành ra đó là nếu mà mình cứ tưởng tượng mà mình là jury đó. À, internet là bị cắt rồi thưa quý vị, và Hương Giang chắc là phải chờ anh Dương quay trở lại. Trong thời gian chờ anh Dương quay trở lại thì Hương Giang cũng muốn chia sẻ quý vị, phiên điều trần tối ngày hôm qua kéo dài 2 tiếng đồng hồ, và trong 2 tiếng đồng hồ đó thì ủy ban đã trình bày, đã cho trình chiếu những cái đoạn băng mà có. Dạ bây giờ đó, trong lúc mà anh Dương vắng bóng là Hương Giang phải fill in. Bây giờ trở lại với anh Dương. Anh Dương đang nói đến cái phần của Nick Quested. Vâng, thì đó một người làm phim, và tức là những người này đó họ không có expect, họ không có ngờ rằng là cái cuộc bạo loạn nó xảy ra, và thành ra nó đánh động vào một cái góc khác về của một cái suy nghĩ của mình. Rồi bên đó một mặt khác là ông Benny Thompson và bà Liz Cheney, cái opening của hai người nó đánh động cái tâm tư của những cái người mà gồm của một người Mỹ mà nói rằng là đây là đất nước mà tôi phải bảo vệ, đây là cái bản hiến pháp mà tôi bảo vệ. Bây giờ cái đất nước này đang bị một cái đám bạo loạn chỉ vì ham mê quyền lực mà nó chà đạp lên cái bản hiến pháp này, nó chà đạp lên cái đất nước này. Nếu mà Hương Giang nhớ là có một cái nhóm nó gọi mình ở bên ngoài, bên ngoài của điện Capitol đó, có những người mà họ làm một cái gọi là watch party. Watch party là có một cái màn ảnh thiệt lớn, rồi để mà ở trong bên đó, ở bên trong mà người ta nói cái gì thì bên này người ta ở bên này ngoài này người ta nhìn thấy. Mà khi mà bà Liz Cheney đó, bà nói rằng là tôi muốn nhắn những cái người cộng hòa mà cùng đảng với tôi đó, là chúng ta phải nhớ một cái điều, một ngày nào đó, một cái ngày sẽ tới khi mà Donald Trump sẽ ra đi, nhưng mà cái nhục nhã của các ông sẽ vẫn còn tồn tại. Bà vừa nói câu đó xong, ở ngoài người ta burst out và người ta vỗ tay lên. Đó là những người ta hiểu được cái vấn đề là những gì mà Donald Trump làm đó là thật sự nó phá hoại tới cái tận gốc của cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Đây không phải là một cái trò đùa của một cái em nó khùng khùng điên điên, nó ngu ngu, nó dại dại nó làm không. Đây là một, hồi nãy khi mà Hương Giang nhắc tới bên cạnh là bà Edwards, bên cạnh là ông Nick, thì bây giờ đó mình nhớ là cái chuyện mà Proud Boys và Oath Keepers xuất hiện trong cái bữa điều trần đầu tiên này đó, mình thấy là họ có tổ chức, họ trang bị để họ đi chiến đấu. Vậy thì đây là một cái tổ chức mà nó chi tiết tới một cái mức độ
là nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa. Thành ra Hương Giang hỏi thì anh Dương nói rằng là cái feeling của anh Dương nó cái buổi điều trần này nó touch cái suy nghĩ của anh Duyên nó trong nhiều cái ngõ khác nhau, từ những cái phạm vi một con người bình thường mình đã bị touch như thế nào, một công dân Mỹ mình bị touch như thế nào, mà anh Duyên lại là một cái công dân mà nhiều lần anh Duyên giơ tay tuyên thệ lắm, từ cái lúc mà vào quốc tịch Mỹ cũng tuyên thệ, rồi làm cái job gì cho nhà nước cũng tuyên thệ, tới khi mà mình giơ tay lên mình tuyên thệ khi mình làm luật sư cũng vậy, là tôi bless, tôi cam kết cái sự trung thành của tôi cho bản hiến pháp hay hiến pháp Mỹ, tôi cam kết tôi bảo vệ luật pháp Mỹ. Và ngay bây giờ những cái lời của bà Liz Cheney hay là những cái lời của ông Benny Thompson á, nhắc lại những cái lời thề đó, là những cái lời cam kết đó, và tự nhiên anh Duyên nói cái trình bày của cái đêm đầu tiên nó touch anh Duyên ở nhiều ngõ khác nhau, nhiều mặt khác nhau, như là một con người, như là một công dân quay trở lại. Còn như một luật sư thì sao? Một luật sư hình như nó touch xuống mạnh. tại vì ngày hôm qua đó... Hương Giang hỏi cái câu đó, nó hay ở chỗ này nè. Như một công dân mà anh Duyên không biết nhiều đó, thì nó sẽ chạm ghê lắm. Nhưng mà vì anh là một luật sư mà anh thấy nó bị đụng chạm kinh hoàng đó, cho nên yes, tối hôm qua nó touch rất là mạnh. Mà thực sự trước cái vụ ngày hôm qua đó, là một luật sư mà khi anh thấy một cái anh chàng mà đi từ thang máy năm 2015 mà đi tà xuống, mà dở cái giọng điệu lưu manh, cái mặt côn đồ đó, là anh đã bị touch hồi đó rồi. Chính vì vậy mà chửi liên tục từ đó chửi tới bây giờ, đại khái nó như thế. Hôm nay cho ổng để yên chút nữa coi. Tại vì Hương Giang hỏi nè. Dạ. Tại vì Hương Giang hỏi thôi chứ anh đâu có muốn nói đâu. Tại vì Hương Giang thấy là ngày hôm qua đó, tất cả những lời khai của các nhân chứng cho thấy, tại vì ủy ban họ có cái sự chọn lọc, thưa quý vị, họ có sự chọn lọc. Họ đưa Bill Barr, họ đưa lời khai của Ivanka Trump, của Jared Kushner, của cố vấn của ông Donald Trump. Các luật sư của chiến dịch vận động tranh cử, tất cả những người này đều nói với ông Donald Trump là ông thua rồi. Và ngay trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, cái số liệu cho thấy là họ đã thua rồi, tức là họ thua. Số liệu mà nếu mà quý vị nghe cái phần mà đặt câu hỏi đó, họ đặt câu hỏi rất là cụ thể, có phải đặt câu hỏi cho cái phần của Jason Mueller. Tí nữa Hương Giang nhắc lại ông này. Jason Mueller họ hỏi là có phải là có cái số liệu county by county theo từng quận hạt rồi theo từng tiểu bang hay không, thì nó là chính xác là như vậy. Tức là chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump, những người phân tích số liệu, họ có trong tay số liệu và họ biết chắc chắn là ông chủ của mình đã thua rồi, và những người đó họ đã nói cho ông Donald Trump biết là ông thua rồi, và thậm chí họ gửi cái thông điệp tới cho Mark Meadows, đồng lý của Tòa Bạch Ốc nữa. Nhưng mà ông Donald Trump vẫn không có nghe. Nhưng mà qua cái phiên điều trần này, những cái lời khai đó mình mới thấy rõ ràng là thân nhân của ông Donald Trump, con gái con rể cũng như là các cố vấn của ông Donald Trump đã quay lưng lại với Tổng thống, mà thậm chí có một số đã nói rất là, nói thẳng ra với ông Donald Trump là ông thua rồi. Nhưng mà nó cũng vẫn không có thuyết phục được ông Donald Trump. Bây giờ nó có nhiều câu hỏi lắm anh Duyên, tại vì nó có nhiều phần và nó bây giờ Hương Giang phải từ từ nè. Bây giờ quay trở lại với ông Bill Barr với Ivanka Trump. Ngày hôm nay quý vị biết là ông Donald Trump đã lên trên mạng Truth Social, tức là mạng xã hội của ông, để chỉ trích Ivanka Trump, bảo rằng con gái của ông không có biết gì hết, không có tham gia, không có dính dáng, không có chịu tìm hiểu gì về bầu cử hết á. Mà ông có nói là cái nguyên văn như vậy, Hương Giang muốn hỏi anh Duyên này, ông nói là she had seen long check out, chẳng qua là tại vì nó muốn tỏ ra kính trọng, tôn trọng ông William Barr cho nên là nó mới như vậy. Nhưng mà bây giờ cái chữ check out đó có nghĩa là gì? Bây giờ thực sự ra anh Thiện Dương không có đọc cái tweet đó, đọc lại lặp lại giùm anh cái câu mà she had
Thực ra đó Hương Nhan nghe truyền thông thì cũng có rất là nhiều người họ không có get được ông Trump nói cái gì. He had seen long check out. She had seen long check out. Yeah. Okay. Check out. Chữ check out này có nghĩa là gì đây? Thì đó, bây giờ trở lại nè. Donald Trump khi mà tweet đó, không có nghĩa là về mặt chữ nghĩa, về mặt văn phạm mình đã nghe rồi, mình Donald Trump nói những cái câu nó rất là mập mờ hai nghĩa, chẳng hạn cô phê phê, không ai biết cô phê phê là cái gì. Rồi nói một cái câu gì cũng có hai nghĩa. Thì bây giờ khi mà mình nói một người mà check out đó, có nghĩa là hồi đó giờ mình đang làm một cái việc gì đó, bây giờ mình check out rồi, mình không có dính dáng gì tới nữa. Đoán thôi nha, anh đoán là khi mà Donald Trump viết cái câu đó đó thì nó ý muốn nói rằng là trước khi mà xảy ra cái vụ ngày 6 tháng Giêng đó, thì hay là xảy ra cái vụ bầu cử đó, thì Ivanka đã check out, có nghĩa là đã không dính dáng gì tới ổng nữa rồi. Cho nên do đó khi mà nghe Bill Barr nói rằng là cái chuyện mà gì, nói là gian lận đó là BS đó, thì she mới agree như vậy, là tại vì she check out lâu quá rồi, she đã tách rời cái công việc bầu cử, thành ra she không biết gì cả. Thì cái đó là cái the best interpretation, cái sự diễn dịch mà tốt nhất cho Donald Trump quay trở lại. Dạ, Hương Giang cũng hướng theo hướng đó, nhưng mà thực ra vẫn còn bị confused vì cũng không có muốn biết ý ông. Tức là nếu mà theo cả cái câu sau thì biết là nó chẳng qua là nó muốn tôn trọng ông William Barr thì nó nói như vậy. Tức là ý ông Donald Trump nói con cái của mình á, tức là lâu rồi nó không có dính dáng mà chẳng qua là nó tôn trọng William Barr thì nó mới như vậy. Bây giờ cháu Hương Giang hỏi, cái lời khai của William Barr và cái lời khai của Ivanka Trump về cái kết quả bầu cử, tức là không hề có cái chuyện là gian lận bầu cử đủ để đảo ngược kết quả bầu cử. Hai lời khai của hai người này có giá trị trong một cái cuộc điều tra hình sự hay không? Yes, như hồi nãy anh Dương đã nói rồi đó, một khi mà mình muốn cáo buộc một người nào về một cái tội hình sự thì hai cái yếu tố để mà cấu thành tội phạm là act là hành động và intent là cái ý đồ. Cái hành động thì nó quá rõ rồi, bao nhiêu thước phim rồi, Proud Boys rồi, Oath Keepers, và những cái lúc mà Donald Trump đứng lên mà Donald Trump nói rằng là ngày hôm nay phải chiến đấu đi, phải lấy lại cái nước Mỹ đi, phải fight like hell đi đó, thì cái đó là hành động rồi. Cái mà những cái người mà cho tới giờ phút này cũng còn ráng biện hộ cho Trump đó, nói là he nói như vậy thôi, chứ còn he đâu có he nghĩ là cái cuộc bầu cử là gian, cho nên he điên lên he nói vậy thôi, chứ he đâu có một cái ý định là đảo trắng gì đâu. Bây giờ khi mà ông Bill Barr nói rằng là đây cái chuyện mà du cứ tiếp tục kêu nói thì cái đó là BS đó, có nghĩa là Bill Barr đã nói với Donald Trump nhiều lần là cái chuyện mà bầu cử gian lận là xạo. Ivanka cũng nói và nhiều người nọ nữa cũng đã nói rồi. Bên cái đó là mà mình phải để ý nè. Đây là những người cùng phe với Trump, cùng là gia đình với Trump, những người thân với Trump. Khi mà người ta nói tới như vậy mà nói là em nó vẫn chưa biết đó, thì cái đó không thể nào mà đi ra trước một cái bồi thẩm đoàn mà nói là em nó chưa biết được đó. Tại vì 60 phiên tòa rồi tất cả, tức là 60 phiên tòa liên bang đó, rồi tất cả những cái việc mà Donald Trump nỗ lực, tất cả đều nói rằng là không có bầu cử gian lận. Thì bây giờ tới một người như là Bill Barr, tới những cái một người như là Ivanka nói mà nói rằng là em nó cũng không biết nữa, thì nếu mà nói rằng là em nó mà không biết nữa đó thì chắc cũng nên bỏ em nó vô tù, tại vì em nó mà ở trong tù đó em nó cũng không biết luôn, em nó cũng tưởng như nó đang ở khách sạn vậy, nó cho nó vô tù đi, đại khái như thế. Quay trở lại gửi tương ớt qua liền thôi. bây giờ nè anh Dương nhắc tới Proud Boy với Oath Keeper. À, quý vị biết là trong 2 tiếng đồng hồ với những cái đoạn băng như vậy, và quý vị biết là nhân chứng mà Nick Question đó
mà được đưa trong cái phiên điều trần đầu tiên là đó là một cái dụng ý rất là hay. Tại vì Nick Quested là người làm phim tài liệu, đây là một nhà sản xuất phim tài liệu, và ông ta đi theo Proud Boy để làm phim tài liệu về Proud Boy. Cho nên ngày hôm qua đó, anh Duyên biết là Hương Giang cái câu mà ấn tượng nhất đó mà Quested gửi ra, nói là những người nào mà không có tin rằng đây là một cái cuộc bạo động đó, thì tôi nói cho quý vị biết, tôi là người chứng kiến, I saw it, tôi là người ghi lại, I documented, tôi là người trải qua, I experienced it. Tức là đối với Hương Giang, những cái câu đó nó có một cái trọng lượng, nó so powerful. Nhưng mà quý vị biết là ngày hôm qua Ủy ban đã cho thấy là những cái lời của ông Donald Trump nó đã có ảnh hưởng tới hai tổ chức cực đoan này như thế nào. Tức là anh Duy còn nhớ cái phiên mà tranh luận tổng thống mà có một lần ông Donald Trump nói là Proud Boy hay là Upkeeper mà stand back, stand down đó. Proud Boys. Sau cái tuyên bố đó của ông Donald Trump trên một cái cuộc tranh luận tổng thống, quý vị biết là số thành viên mà đã ghi danh vào Proud Boy nó tăng gấp 3 lần. Tăng gấp 3 lần. Và theo lời của Nick Quested là Proud Boy đã đến, tức là có nhiều thành viên của Proud Boy đến Điện Capitol trước khi mà ông Donald Trump có bài phát biểu tại cái cuộc biểu tình Stop the Steal. Có nghĩa là họ đã sắp xếp. Bên cạnh đó, ông Kipper, họ chia ra làm hai toán và họ có vũ trang. Và quý vị có thể nhìn vào những cái băng hình đó. Và quý vị biết là có một số nhân chứng, những thành viên được phỏng vấn thì nói rất là rõ, đối với họ cái lời của ông Donald Trump là lời hiệu triệu. Cái lời của ông Donald Trump, họ nói, có một nhân vật nói là tôi được mời tới đây, tôi được Tổng thống Hoa Kỳ mời đến Washington DC. Như vậy, những cái chứng cớ này một lần nữa nó có giá trị hình sự hay không? Câu trả lời là yes. Cái chuyện mà nói rằng là stand back và stand by nó là cái act, và cái act đó giúp cái hành động thì nó rõ rồi. Bây giờ hỏi là cái intent, cái ý đồ đó, thì trước cái ngày như hồi nãy Hương Giang mới vừa trình bày đó, là ngay cả trước cái ngày mà bạo động đó là họ đã lên đó để họ sắp xếp rồi. Rồi những cái thước phim của cái ông Quested đó là khi bắt đầu cuộc bạo động là cái nhóm Proud Boys đó, họ đi mà họ đi thành đường, thành hàng lối, họ đi theo cái hướng start, có nghĩa là hướng tấn công đó, của những cái nhóm gọi là militia, những cái nhóm mà dân quân mà được huấn luyện đàng hoàng. Proud Boys đã xuất hiện ở cái ngày 5 Tây Tháng Giêng, tức là trước cái ngày đó là một ngày đó đi làm gì? Tức là chuyên môn đi hộ vệ cho những cái người mà gọi là thân cận của Donald Trump. Và nếu mà anh Duy nhớ là xem cái tờ báo New York Times đó, có một cái ngày mà khi mà bạo động mà xảy ra rồi đó, thì chúng ta biết Roger Stone là được cái nhóm mà Oath Keepers này nó bảo vệ đi vòng vòng. Cái ngày mà bùng ra ngày 6 tháng Giêng đó, thì cái là bên tờ New York Times họ lấy lại được những cái thước video đó, là Roger Stone bỏ được quần áo vô trong valise và chuẩn bị rời DC đó. Roger Stone còn nói là đây là cái hành động nó điên rồ. Tất cả những cái đó mà ghép lại đó, mà nó không phải là hình sự thì cái gì là? Quay trở lại. Cảm ơn anh Dương. Bây giờ đó anh Dương biết hồi nãy Hương Giang hỏi là trước phiên điều trần anh Dương trông đợi điều gì, còn đối với Hương Giang trước phiên điều trần thì Hương Giang muốn nghe thêm những cái thông tin mà về Mike Pence. Mà rõ ràng ngày hôm qua chỉ có mới phiên điều trần đầu tiên, quý vị nhớ là bà Liz Cheney ngày hôm qua đó, bà đã đưa ra là trong những phiên điều trần tới thì ủy ban sẽ có những cái topic. Tối hôm qua cái topic là về bạo động Điện Capitol, về bạo động bạo lực. Nó hình như là Hương Giang nhớ là hình như có nguyên một cái phiên điều trần về Mike Pence, nhưng mà tối hôm qua có thông tin mà phải nói là làm Hương Giang hơi nổi da gà. Đó là ông Donald Trump khi mà ngồi coi những người bạo động đó xông vào Điện Capitol và hô là tìm là treo cổ Mike Pence. Và không chỉ treo cổ Mike Pence mà họ còn hô lớn, quý vị nhớ Proud Boy và Upkeeper, khi mà họ hành quân đó, Hương Giang bỏ hai chữ hành quân trong ngoặc kép, khi họ hành quân họ hô lớn những cái lời của ông Donald Trump trên Twitter. Tức là hình như Hương Giang nhớ là ông nói
đến đó và bị quay thì họ cũng đã hô lớn những cái lời như vậy và họ hô lớn treo cổ Mike Pence. Donald Trump ngồi xem và cố vẫn kêu gọi ông là bây giờ cần phải lên tiếng kêu gọi những người này rút lui. Donald Trump đã nói rằng theo lời khai của các nhân chứng có mặt lúc đó, ông Trump đã nói rằng tôi nghĩ là những người ủng hộ họ có ý kiến đúng, Mike Pence xứng đáng được như vậy. Anh Duyên nghĩ là với một cái nhân chứng đưa ra lời khai của ông Donald Trump nói về Mike Pence như vậy, nó có ảnh hưởng gì về mặt chính trị? Nó có ảnh hưởng gì trong cái cuộc điều tra? Riêng trở lại nè, thí dụ mà chỉ có chỉ có riêng cái câu nói đó, người thì khi mà Mark Meadows đó, người ta nói là hang Mike Pence đó, thì Huy nói là ô, tôi chỉ nói lên một cái opinion, he deserve it thôi. Yes, nếu mà ông là người thường mà ông chỉ có một cái opinion không đó thì nó khác. Ông là tổng thống. Ông là tổng thống mà khi ông tuyên thệ đó, là ông tuyên thệ là ông phải bảo vệ cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ, ông phải bảo vệ cái dân chủ của Hoa Kỳ, ông phải bảo vệ những cái định chế của Hoa Kỳ. Thế mà ngay bây giờ ông phó tổng thống của ông đang làm một cái nhiệm vụ mà hiến pháp giao phó, mà ông ngồi đó, thí dụ mà ông không nói gì cả mà ông lờ đi đó, là ông đã lờ, ông đã vi phạm cái lời thề của ông rồi, là ông đã không làm rồi. Huống chi ông còn lên tiếng, và cái chuyện mà không hành động của ông đó nó được hỗ trợ bởi cái câu là he deserve it đó, thì cái đó nó tăng thêm, nó gia trọng thêm cái ý nghĩa phản quốc của ông, cái ý nghĩa phản loạn của ông, cho nên nặng lắm. Vậy thì khi mà mình put everything together đó, thì chỉ có một cái điều mình phải nói, cái này anh Duy nói thẳng, cái này là treason, đây là phản quốc, bởi vì you tuyên chiến với nước Mỹ, cái này có nghĩa là insurrection, bởi vì you tấn công nước Mỹ, nó rõ như vậy thôi. Thì cái đó là cái góc nhìn nó thuần luật pháp, chứ không phải là vì anh ghét Donald Trump. Ai cũng biết là anh nghĩ như thế nào về Donald Trump rồi, không cần phải nói nữa không? Nhưng mà anh Duyên biết là qua cái cuộc điều trần này, mình mới thấy một lần nữa khẳng định là Mike Pence đó, trong 4 năm chỉ là một cái con rối, đúng không? Trong 4 năm người ta nói là có thời kỳ mà nội các của ông Donald Trump mà đòi tìm cái tu chính án 25, phải không Duyên? Tìm tu chính án thứ 25 để trút phế ông Donald Trump, đưa Mike Pence lên. Thì hồi đó đã có nhiều người bảo Mike Pence lên thì còn tệ hơn nữa, tại vì trong 4 năm thì Mike Pence đó là một con rối. Nhưng mà bây giờ với phiên điều trần ngày hôm qua, tối hôm qua, thì nó khẳng định được một điều là dẫu sao Mike Pence cũng có tố chất của một ông tổng thống hơn là ông Trump. Ở điểm nào? Đó là theo lời của ông Mark Milley, tức là ngày hôm qua có cái phần lời khai của tướng Mark Milley, ông là chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Ông nói là Mike Pence mới chính là người đã gọi điện, hình như 2-3 cuộc điện đàm, Mike Pence mới chính là người đã ra chỉ thị yêu cầu quân đội điều quân, điều vệ binh quốc gia xuống dẹp loạn. Mike Pence mới là người làm việc đó, chứ không phải là ông Donald Trump. Nhưng mà Mark Meadows khi mà nghe vậy bảo là không có được nói như vậy, không có được nói là Mike Pence là đưa ra quyết định, mà Donald Trump mới là người đưa ra quyết định, và Donald Trump mới là người vẫn đang ở trong cái tình trạng ổn định. Anh Duyên đánh giá cái phần lời khai của ông Mark Milley như thế nào? Anh sẽ trả lời về cái lời khai của Mark Milley, nhưng mà anh muốn nói cái điều này trước. Khi Hương Giang nói rằng 4 năm trời Mike Pence chỉ là con rối, rồi chỉ vì cái hành động mà gọi là nhất định là không có theo lời Donald Trump đó. Tại sao mà Mike Pence giờ chó không có theo lời Donald Trump? Là bởi vì Mike Pence đã tham khảo bao nhiêu luật sư rồi, rồi tham khảo luôn cả với ông Dan Quayle nữa rồi. Tức là Mike Pence biết rõ ràng là mình không có dính vào cái tội phản quốc, bởi vì Mike Pence chỉ nghĩ tới Mike Pence mà thôi, chứ không phải là Mike Pence. Thành ra nếu mà cho Mike Pence quá nhiều credit á, thì anh không muốn,
anh chỉ nói rằng là cái cụ thể là Mike Pence lo cho bản thân mình một cái ngày nào đó, ngày sẽ tới khi mà Donald Trump ra đi, mà mình bây giờ mình đứng với Donald Trump là sự nghiệp chính trị của mình tiêu luôn, cho nên Mike Pence đã không làm cái chuyện đó. Rồi người nhìn một cái câu nói thứ hai mà nói rằng là mà so với Donald Trump đó thì Mike Pence xứng đáng là tổng thống hơn. Ngay trong phải để Hương Nhân dừng lại nói cho rõ, ngay trong lúc có khủng hoảng crisis. Ok, ngay khi có khủng hoảng crisis đó, thì Mike Pence xứng đáng là tổng thống hơn. Thưa quý khán thính giả, nếu mà mình cứ dùng Donald Trump mà là tiêu chuẩn đó thì bất kỳ một người nào cũng là có thể làm tổng thống tốt hơn Donald Trump, tại vì cái tiêu chuẩn, nếu mà Donald Trump là tiêu chuẩn đó, là tiêu chuẩn nó nằm sát đáy rồi, nó nằm sát đáy vực rồi. Tôi nói xin lỗi, một người cảnh sát mà đứng mà chặn cái đám lưu manh đó cũng xứng đáng, trong cái crisis đó cũng xứng đáng hơn Donald Trump để làm tổng thống nữa. Donald Trump là một cái tên mạt hạng, là thành ra so sánh như vậy. Bây giờ mà ai nói rằng là ông Duyên xứng đáng làm tổng thống hơn Donald Trump nữa thì anh Duyên nó cho rằng là đó là một cái lời sỉ nhục. Donald Trump chỉ xứng đáng là một cái thằng hốt rác dọc đường thôi, chứ đừng có nói chuyện mà làm tổng thống. Thành ra so sánh như vậy nó không có fair. Còn quay trở lại cái lời, cái này là cái mà anh Duyên nói nè. Quý khán thính giả nhớ giùm tôi, nó có một cái chuyện nó xảy ra là khi mà ông tổng thống Obama ông đi qua hình như bên Iraq hay sao, lúc đó là cái ông tướng Mark Craven, ông là tư lệnh mặt trận đó, mà ông nhận được một cái điện nói rằng là tổng thống Obama ở đây, phải tới để mà brief cho tổng thống, mà dù có 30 phút. Ông này ông đang tập thể dục mà, ông lập tức ông phải mặc quần áo cho thật nhanh, rồi ông đi đến để mà ông gặp tổng thống Obama. Chúng ta biết rồi, cái ông tướng mà Mark Raymond là cái ông tướng mà giết Osama bin Laden đó, ông này rất là đàng hoàng, rất là chuẩn mực đó. Thì khi mà ông tới nơi thì tại vì chúng ta biết mà ở Mỹ có nhiều cái bê sát trên ở vùng đó, thì khi này mà ông tới nơi đó thì cái chỗ đó nó nghiêm nhặt lắm. Thì ông này ông xin đi vào, thì một cái người nữ quân nhân đang giữ an ninh cho cái căn cứ đó nhất định không cho Mark Cravens vào. Tại sao không cho vào? Nó là tại vì ông không có cái list, ông không có trên cái tên ở trong cái list, mà ở bên trong là một vị tổng thống. Ông không, tôi biết ông là tướng, ông này ông đưa sao ra rồi ông nói chuyện với những người mà thuộc cấp của ông trong đó, mà cái người nữ quân nhân này nhất định là không cho vào. Ông phải liên lạc, và chừng nào tôi nhận được đúng mệnh lệnh của bên những cái người mà bảo vệ tổng thống Obama đó và đưa ông lên list đàng hoàng, thì lúc đó thì tôi cho ông vào. Thì dĩ nhiên gọi qua gọi lại khiến cho ông này đó, ông đã đi tới để mà gặp tổng thống Obama là ông đã sáng nút rồi, cuối cùng ông trễ khoảng 10 phút. Thì đây là cái kết quả nè. Khi ra mà ông nói chuyện với lại cái cô nữ quân nhân đó, ông nói là tôi là ông tướng, tôi là chỉ huy của cái chỗ này, thế mà cô có biết cô làm vậy là sao? Thì cô này chỗ cho nó là thưa General, I'm just doing my job. Và đây là cái lời của ông Mark Craven ông nói, mình mới nãy nè. Ông nói chừng nào mà du xong cái job này đó, đi đến làm cho tôi. Có nghĩa là đó là một cái lời khen, phải không? Thành ra mình thấy là sở dĩ trong những cái lúc mà gọi là cùng cực như vậy đó, mà những người họ làm đúng cái nhiệm vụ của họ, ngay cả một ông tướng mà nói rằng là muốn vượt qua cái vấn đề an ninh nữa. Bây giờ mình cứ tưởng tượng ai cũng xưng tôi là tướng, tôi là tá, tôi được quyền đi vào đó, thì cái an toàn, cái an ninh của ông Tổng thống Obama còn không? Không còn, đúng không? Như vậy thì anh xoay qua cái chuyện của cái ngày hôm 6 tháng Giêng nè, là cái người duy nhất mà có thể là tổng tư lệnh quân đội, cái người đó phải là Donald Trump. Như vậy thì cái việc mà ông Mike Pence gọi, mà ông Mark Milley đó, mà ông nói rằng là ông cũng vận động quân đội để mà đưa về thủ đô, thật sự ra mà nói đó, mà đúng theo cái nghĩa mà là quân giai đó, là ông Mark Milley làm sai. Là tại vì bây giờ
tự nhiên ông tổng thống thì còn ngồi trần dần đó. Tôi biết là ông tổng thống ông đang làm bậy, mà Du lại nghe lời ông phó tổng thống. Du điều động cho cái National Guard đó mà đi vào thủ đô. Về mặt kỹ thuật, về mặt technical mà nói đó, là ông Macmillan có hơi sai rồi đó. Nhưng mà thôi, mình phân tích để mình cùng hiểu thôi. Hương Giang dừng một chút xíu. Thế thôi, Mark Milley không có phải là người ông Mike Pence yêu cầu, mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là ông Mueller. Lúc đó là ông Mueller. Nhưng mà tại vì ông Mark Milley á, thì ông có mặt ở trong cái cuộc họp công điện đàm đó. Ông là lời khai của ông. Nhưng mà ông Mike Pence gọi điện cho ông Mueller là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đó. Mà nếu mà Mike Pence mà gọi cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Miller, mà lại có nhiều ông tướng với nhau mà họ vẫn làm cái điều đó, đó, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là vào lúc đó, đó người ta đã đánh giá giữa mấy ông tướng với nhau đó. Họ đánh giá là Donald Trump đã phạm tội phản loạn rồi. Mà vì Donald Trump phạm tội phản loạn đó, miệng họ không nói ra đi. Họ nói là Donald Trump không còn là tổng tư lệnh tối cao của họ nữa, cho nên họ mới tuân theo cái lệnh của ông Mike Pence. Cái tình huống đó mình nghe mình thấy là đơn giản, nhưng mà nếu mà mình phân tích ra, Hương Giang thấy không, có nhiều cái góc hay lắm. Thì thôi, bây giờ nói rằng là nếu mà giả sử anh là ông Miller hay là anh là ông Miller, ông Miley, mà anh nói rằng là vì tôi nhìn ra được cái bộ mặt phản loạn của cái tay tổng thống này, bây giờ muốn đưa tôi ra tòa án binh thì cứ đưa ra, nhưng mà tôi làm cái nhiệm vụ là bởi vì khi mà tôi làm tướng đó là tôi bảo vệ nước Mỹ này, cho nên tôi biết là tuân theo lệnh của Mike Pence đó, là tôi vi phạm ở trong cái hệ thống quân giai rồi, nhưng mà tôi thi hành trước để tôi cứu nước, rồi cái chuyện mà xử nhau đó, tôi với Donald Trump sẽ xử nhau sau, đại khái nó như thế. Quay trở lại. Cảm ơn Duyên. Nhân tiện nói về Mike Pence, và quý vị biết là ngày hôm qua có ủy ban có chiếu cái đoạn băng cái phần thẩm vấn, phần trả lời của Mark Short. Mark Short là động lý, tức là chánh văn phòng của ông Mike Pence. Và Mark Short có nói là ông chủ của Mark Short, tức là Mike Pence, đã xác định biết là chủ mình thua rồi, biết mình cái liên danh của mình với ông chủ của mình là thua cử rồi, thất cử rồi. Nhưng mà ông xác định được là cái lòng trung thành của nguyên văn, là cái lòng trung thành của ông với hiến pháp nó quan trọng hơn cái lòng của trung thành của ông đối với Donald Trump, cho nên là Mike Pence đã vẫn tiếp tục chứng nhận. Anh Duyên cười là Hương Giang thấy sợ rồi đó. Không phải, anh Duyên cảm ơn. Anh Duyên cái này không nên sợ mà nên vui. Anh Duyên cảm ơn, có nghĩa là Hương Giang đang chia sẻ một cái suy nghĩ giống như anh nói hồi nãy đó. Vào cái lúc đó không có nghe lời Donald Trump nữa, biết rằng là mình không nghe lời Donald Trump, có thể là mình cái gì sai đó, nhưng mà cái sai đó đó đưa tôi ra tòa án, hoặc là đưa tôi ra tòa án binh, cái chuyện đó tính sao. Ngay lúc này tổ quốc quan trọng hơn là Donald Trump. Anh Duyên trở lại, cảm ơn đã soi sáng cái suy nghĩ đó. Dạ, Mark Short có nói đó là, Mike Pence có nói đó là cái lời thề đầu tiên và quan trọng nhất. Dạ. Bây giờ quay sang nè, anh Duyên, bà Liz Cheney. Ngày hôm qua Liz Cheney quá xuất sắc. Xuất sắc ở cái chỗ là đúng là như hồi nãy anh Duyên nhắc á, là Hương Giang nghe ở bên ngoài, Hương Giang có thể hiểu được là khán giả ở bên ngoài họ bùng nổ. Hương Giang hiểu được, tại vì Hương Giang mà nghe đến cái câu đó của Liz Cheney thì cũng nổi da gà, bởi vì bà nói rất là rõ. Bà nói là bây giờ Donald Trump rồi sẽ đến ngày đi, sẽ đi, sẽ ra đi. Còn cái sự ô nhục, ô danh của quý vị thì nó tồn tại mãi mãi. Và bà có nói thêm câu nữa là những người, tôi gửi cái thông điệp này đến những đồng nghiệp Cộng Hòa, những người đang bảo vệ một cái điều mà không thể biện minh được. Đó, cái câu rất là hay. Và bà có nói là Donald Trump đã lit cái ngọn lửa, tức đã châm ngòi cho cái ngọn lửa. Liz Cheney ngày hôm nay vẫn tỉnh, và có lẽ như là bà không có quan tâm tới cái chuyện đồng nghiệp Cộng Hòa của bà suy nghĩ như thế nào nữa. Nhưng mà ngày hôm qua bà có nói một cái câu này mà nó
có hàm ý về pháp lý ở trong mà Hương Giang muốn hỏi anh Duyên. Và cái câu của bà được nhiều nhà phân tích, nhưng mà tại vì cái câu này nó không có rõ, bà nói là cái ngày hôm đó Donald Trump đã triệu tập những người ủng hộ, tức là những kẻ bạo động, đã summon họ, đã tập hợp họ, đã rally họ, rồi ra chỉ thị cho họ. Cái câu đoạn sau là nguyên văn như vậy: đã direct họ to march illegally về cái điện Capitol. Bây giờ không hiểu ý của bà là ra cái chỉ thị, cái câu đó là ra chỉ thị bất hợp pháp hay là tuần hành bất hợp pháp? Trở lại, mình phải phân tích nguyên cái câu, nhưng mà trước khi anh phân tích nguyên cái câu của bà đó thì anh sẽ nhờ Hương Giang nói lại cho anh cái câu đó chút xíu. Nhưng mà này nè, hôm qua bà nói với những người Đảng Cộng Hòa, mà đồng thời bà cũng nói với những người đồng bào đó, gọi là fellow Americans á, những đồng bào Mỹ của bà đó, bà nói là chúng ta phải luôn luôn nhớ đã bao nhiêu người hy sinh đã nằm xuống để bảo vệ cái đất nước này, để mà chúng ta có thể sống sống under một cái rule of law, tức là sống bằng cái sự ngự trị của luật pháp, chứ không phải là rule of man. Không phải là mình tuân lệnh theo một người nữa, mà mình phải tuân thủ theo luật pháp. Câu đó cũng đã burst out, người ta cũng vỗ tay nữa. Còn bây giờ trở lại, hồi nãy Hương Giang nói rằng là bà Liz Cheney bà dùng cái chữ summons có nghĩa là kêu gọi, rồi chữ gì nữa, nó nói tiếp giùm anh. Chữ thứ hai là rally. Ok, đã kêu gọi, đã tập hợp họ, và đại khái và nguyên cả một chuỗi là từ kêu gọi, tập hợp, rồi xong rồi ra lệnh, là hướng dẫn là ra lệnh họ đó, direct ở đây là ra lệnh cho họ để mà họ làm cái cuộc tuần hành tới cái điện Capitol. Và cái chữ legally đó nó nằm ở phía cuối cùng, thì bây giờ mình hiểu là illegally đó nó áp dụng cho chỗ nào đây? Nó áp dụng cho toàn bộ, tức đó, khoan đã, cái cuộc tuần hành đó nó là illegal, thành ra ông đã ra lệnh cho những người này tuần hành xuống cái đó, tràn xuống đó một cách bất hợp pháp. Nhưng mà nếu mà hỏi rằng là cái chữ illegal đó mà áp dụng riêng cho cái cuộc tuần hành không đó, hay là áp dụng nguyên cho một cái chuỗi hành động là từ ông summon, ông tổ chức, ông hoạch định này nọ kia, thì cái chữ illegally đó nó phải áp dụng cho nguyên câu. Chứ còn nếu mà nói rằng là cái cuộc tuần hành thật sự ra đó, nếu mà cái cuộc tuần hành mà gọi là đừng có summon, đừng có tổ chức, đừng có nghĩa là đưa cho họ những cái mệnh lệnh để mà họ nói là đánh cho tới cùng đó, họ tuần hành một cách êm đềm thì đâu có ăn thua gì đâu. Cho nên cái đó là cái có thể là khi mà bà sử dụng chữ trong một cái câu văn đó, giống như anh với Hương Giang nói, nhiều khi mình nói cái ý của mình một cái, nhưng mà khi mình dùng vào cái câu đó nó không có hoàn chỉnh thôi. Phân tích cái câu đó mất thời giờ vô ích, mình chỉ biết rằng là cái ý của bà là gì. Cả một cái chuỗi hành động từ lúc mà bà từ lúc ổng triệu tập rồi ổng tuyển mộ, như là Hương Giang nói đó, cái lời mà stand back và stand by đó làm cho tụi nó ghi danh gấp 3, nhiều lên gấp 3 lần. Cả một cái chuỗi đó đều là illegal hết, và phải trả lời cho những cái hành động illegal đó. Quay trở lại. Cảm ơn Duyên, nhưng mà Hương Giang cũng dừng ở đây một chút xíu. Thưa quý vị, cái cuộc tuần hành này sở dĩ tại sao bất hợp pháp? Bởi vì họ không có cái license. Họ có license, họ lấy được license tổ chức cái cuộc biểu tình Stop the Steal thôi, nhưng mà tuần hành từ đó về đại lộ Pennsylvania thì hoàn toàn không có giấy phép. Cho nên nói gì thì nói, đây vẫn là một cái cuộc tuần hành bất hợp pháp. Nhưng mà anh Duyên nè, bây giờ nếu như mà mình phân tích cái câu của ông Donald Trump theo khía cạnh pháp lý ha. Ông nói là chúng ta phải chiến đấu cho tới cùng, đúng không? Fight and help. Chiến đấu cho tới cùng, bởi vì không có làm như vậy thì chúng ta sẽ mất nước. Nhưng mà khi mà ông lại bảo là bây giờ chúng ta tuần hành về
về cái đại lộ Pennsylvania, tôi yêu quý đại lộ Pennsylvania, nhưng mà ông lại nói là tuần hành một cách peaceful, thì nó đối ngược, tức là hai cái câu này nó đối ngược với nhau. Thì nếu như mà đem ra mà trước một cái vụ hình sự đó, thì rõ ràng nó không có chứng minh được cái intent của ông Donald Trump. Anh Duyên nghĩ như thế nào phần phản biện? Nếu mà dùng có một cái câu đó để rồi xóa bỏ tất cả một cái núi bằng chứng thì cái chuyện đó là cái chuyện của mấy người thường, còn jury thì khác. Đây là nè, khi mà mình trình bày tất cả những cái điều cho jury đó thì mình nói là đây nè, tôi có bao nhiêu đây bằng chứng nè, và tất cả những cái điều này, hỏi rằng là tôi có đếm cái câu mà ông nói là cho nó peacefully, ông nói một lần peacefully mà 100 lần đó là ông xác động, 100 lần là ông summon. Thì bây giờ đấy, cái bằng chứng trước cái jury đó nó có beyond reasonable doubt hay không, có là nó có rõ ràng hay không, thì cái đó để cho jury. Mà anh Duyên có một cái niềm tin là jury nào cũng vậy đó, mấy cái người mà gọi là nói là ô không rõ ràng là cãi chày cãi cối chơi cho vui thôi, đi ra tòa nó không có cái kiểu cãi chày cãi cối đó. Cũng giống như là tôi đã giả thưa tòa là mình như thân chủ của tôi đâu có cái gì đâu, là thân chủ của tôi nè nói là cả năm đứa tụi mình nè, mình xách súng nè, rồi mình chuẩn bị gậy gộc nè, mình đi vô trong nhà băng. Nhưng mà thưa tòa, tôi còn nói rõ là đi vô nhà băng nhau rồi là xong lấy tiền từ từ êm ái đi ra. Mình nói như vậy thì bồi thẩm đoàn sẽ nghĩ như thế nào? Mình cứ làm y hệt như vậy đi. Dạ tôi có đây là tôi kêu gọi, tôi có trước đó tôi nói là chuẩn bị đi nha ông. Ngày chủ nhật này đó là khi mà nhà băng nó đóng cửa là mình phải tụ hội lại nha. Súng đạn sẵn sàng nha, không chừng có mấy cảnh sát nữa đó nha, mình phải chuẩn bị hết, đem đạn cho thiệt nhiều. Nhưng mà khi mình vô đó đó, mình lấy được tiền nó đi ra một cách hòa bình. Quay trở lại. Anh Duyên, mà mỗi lần mà anh Duyên nghe những cái lý luận mà của mấy người cuồng mà stupid đó, vui lắm. Là tại vì mỗi một lần vậy là anh Duyên cứ ngẫm nghĩ cái mình cười, mà cứ mỗi một lần cười như vậy đó thì nó lại thêm sức khỏe. Anh Duyên không phải nếu Hương Nhan, hình như là Hương Nhan có đọc đâu đó nói là tố cáo pháp viện nó có một cái tiền lệ đối với những diễn ngôn chính trị đó, thì thông thường đó là cái án lệ là nó khoan dung hơn. Tại vì người ta có nhắc đến một cái vụ vào những năm 1960, cái vụ là một thành viên của KKK đó. Hương Nhan không có nhớ rõ tại vì nó just pop up in my mind thôi mà. Tức là một thành viên của KKK thì lúc đó và những năm đó tố cáo pháp viện đưa ra cái phán quyết là thành viên này được tu chính án thứ nhất bảo vệ, trừ phi là những cái phát ngôn, những cái diễn ngôn của ông ta mà nó ngay lập tức nó dẫn đến những cái hành động bất hợp pháp thì nó mới gọi là vi phạm. Còn đây nó không có ngay lập tức dẫn đến những cái hành động bất hợp pháp, cho nên thì nó được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Có thể là Hương Giang nhớ không chính xác, nhưng mà những gì mà nó pop up trên đầu Hương Giang ngay lúc này đây là như vậy. Đây nè, chẳng hạn như là một người mà họ nói rằng là phải chiến đấu để mà giành lại cái đất nước của chúng ta, muốn nói yes, cái đó thì là được bảo vệ tại vì nó là freedom of speech. Còn đằng này, cái câu nói này nó đi kèm với một cái intent, với một cái âm mưu, với một cái plan. Mà cái plan đó là âm mưu, nghĩa là nó đi kèm với cái nỗ lực của Donald Trump là liên lạc với Georgia, kiếm cho tôi 11.780 phiếu. Nó liên quan tới cả một cái hệ thống luật sư mà nói rằng là 7 tiểu bang làm ơn làm giùm cho tôi một cái hệ thống mà gọi là danh sách mà giả đó. Thành ra, thưa quý khán thính giả, nói gì thì nói, tôi biết là những cái người mà ủng hộ cho Donald Trump, họ ráng cãi chày cãi cối. Nhưng mà nếu mà Hương Giang, hôm qua Hương Giang có nghe một cái khi mà bà Liz Cheney đó, bà nói những cái kế hoạch của Donald Trump là Donald Trump đã lên một cái kế hoạch 7 điểm, đúng không? 7 điểm, nhưng mà bà không có nói rõ 7 điểm như thế nào. Bà không nói rõ 7 điểm như thế nào, và sau đó ký giả của CNN họ điều tra và họ nói rõ ràng, và chắc chắn từ từ mình sẽ thấy rõ. Nhưng mà CNN họ nói đây là 7 điểm mà bà Liz Cheney bà nói nè.
biết, điểm số 1, biết là nó kết quả đã sai quấy rồi, vậy mà vẫn phát động một cái chiến dịch để mà tung cái tin gian dối ra. Cái điều đó hôm qua là đã chứng minh qua cái vụ mà ông Bill Barr với lại Ivanka Trump và những cái người khác rồi. Bên Cannon. Rồi, cái điểm thứ hai là thay thế cái ông Acting, cái ông quyền bộ trưởng đó, Bill Barr. Bill Barr, ông vừa từ chức một cái, thì cái ông Acting là ông Jeff Rosen, thì Donald Trump đã có một cái kế hoạch là bứng luôn cả cái ông Rosen đó để thay thế bằng Jeffrey Clark, đúng không? Dạ, đúng đó rồi. Là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là áp chế Mike Pence, yêu cầu Mike Pence là từ chối chuyển nhận, mà nếu không từ chối chuyển nhận thì phải recuse, có nghĩa là rút lui cho người khác làm, và thậm chí kể cả là get rid of Mike Pence bằng vũ lực, bằng bạo lực nữa. Đó là cái điểm thứ ba, bằng cớ là chui vô cái xe limousine này đi, nhớ không? Anh Dương nói là sáu chữ rợn người đó. Mike Pence là Tim Biggs, tôi tin vô, nhưng mà tôi chui vô đó là em không có cửa ra đó, đại khái nó như thế. Dạ, anh Dương cho Huy Nhan ngắt một chút xíu. Đối với cái điểm này đó, tại vì anh cái này mình hay nhắc đến. Thưa quý vị, bây giờ đó là các nhà điều tra đang điều tra xem thử là liệu mật vụ có nhận được, có chịu áp lực từ tòa bạch ốc của ông Donald Trump về vấn đề bảo vệ Mike Pence trong cái ngày hôm đó hay không. Tức là nó liên quan đến cái chuyện mà anh Duyên vừa nói đó, tức là đưa ông Mike Pence ra khỏi dạ. Rồi điểm thứ tư đó là áp chế các viên chức bầu cử và quốc hội của các tiểu bang Georgia, Arizona, Pennsylvania, vân vân. Điểm thứ năm là lập những cái danh sách cử tri đoàn giả đó, những trong đó có 7 tiểu bang, anh Duyên với lại Hương Giang cũng đã nói rồi. Rồi kêu gọi summon hồi nãy đó, kêu gọi tập trung chuẩn bị, cuối cùng châm ngòi bạo động, và cuối cùng khi bạo động xảy ra đó thì là không có chịu làm cái nhiệm vụ của mình là ngưng cái cuộc bạo động lại. Đó là một cái kế hoạch 7 điểm, mà nếu mà 7 điểm đó mà vẫn không thuyết phục được jury, mà chỉ nghe cái lời là Tổng thống Trump ông nói là đâu có gì đâu, tôi biểu đi xuống một cách peaceful mà. đi xuống để làm tourist mà, đi dạo mà. Nếu mà chúng ta mà tin vào một câu đó mà loại cả cái một cái kế hoạch 7 điểm như vậy thì nếu mà nước Mỹ mà ngu tới cái mức độ đó thì là nước Mỹ không xứng đáng là một nước Mỹ có một cái nền dân chủ. Một cái nền dân chủ mà nó sống từ năm 1776 tới bây giờ đó, chắc là cái số người mà ngu ngu mà nghe Donald Trump đó không có đông bằng cái số người nghe Hương Giang với anh Duyên. Anh Duyên à, anh Duyên phải làm cho bầu không khí nó hạ nhiệt bớt chút xíu chứ. Thì đó, anh cười đó, cười cho nó hạ nhiệt đó. Chứ còn bây giờ cứ nện Donald Trump hoài nó không có vui, với ông lâu lâu phải cười. Nhưng mà có câu hỏi này Hương Nhân phải hỏi, không thôi tí nữa Hương Nhân quên, nó mới pop up lên đầu nè. Và Hương Nhân sẽ hỏi câu này mỗi một lần mà anh Duyên và Hương Giang tường trình cho quý vị trong những tuần tới, tức là còn 5 phiên điều trần nữa, cứ mỗi còn 5 phiên điều trần nữa và phiên này nữa là Hương Giang sẽ hỏi cùng một câu hỏi này. Chúng ta biết là Ủy ban đặc biệt của Quốc hội, tức là Quốc hội không có cái thẩm quyền truy tố. Cái mục tiêu của cuộc điều tra này là về mục tiêu lập pháp. Vậy anh Duyên tin cho đến lúc này họ đã đạt được mục tiêu lập pháp hay không? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cho đến lúc này khi phiên điều trần đầu tiên đã diễn ra, anh Duyên có nghĩ là dân chủ khi mà họ tổ chức điều trần như vậy, ủy ban điều trần như vậy, họ chỉ có muốn là đưa ra cái lợi thế về chính trị, hay sẽ có một cái cuộc điều tra hình sự đầy đủ? Đó là hai câu hỏi mà Hương Giang sẽ hỏi tiếp tục cho đến cái phiên điều trần cuối cùng. Trả lời luôn. Như hồi nãy Hương Giang cũng đã xác định rồi, cái ủy ban quốc hội này đó họ chỉ làm một cái nhiệm vụ để mà lập pháp thôi, có nghĩa là ra luật để trong tương lai những cái thằng như là Ron DeSantis hay là những thằng Greg Abbott rồi đó,
nó đừng có học đòi theo cái kiểu Donald Trump để mà nó phá hoại nước Mỹ nữa. Cái đó là rõ ràng như vậy. Cho nên đó là cái nhiệm vụ của Quốc hội. Mà nếu mà Hương Giang để ý trong cái bài nói chuyện của bà Liz Cheney đó, bà có một câu thôi. Bà khều, bà nói rằng là Bộ Tư pháp đang làm việc với những người mà sẵn sàng làm việc với họ, đúng không? Rồi, thì như vậy thì cái vai trò của Bộ Tư pháp là cái vai trò mà hình sự. Và đây là, đừng có nghe anh Duyên, mình phải nghe cái ông Glenn Kirchner. Glenn Kirchner, ổng là công tố 30 mấy năm trời. Ổng bây giờ ổng đang là giáo sư đại học luật, ổng dạy luật, ổng về hưu rồi. Mà đây là một con người chính trực mà mỗi một lần ổng nói là anh Duyên nể lắm, là chém đá chặt sắt. Và đây là cái phân tích của ổng nè. Ổng nói bình thường đó, mà hãy mà Bộ Tư pháp mà cùng điều tra với một cơ quan khác như là Quốc hội hay là ở tiểu bang nữa, là Bộ Tư pháp họ muốn giành cái quyền làm trước, họ muốn giành cái quyền ưu tiên. Và ông nói rằng là bây giờ tự nhiên trong cái đợt này đó, ông có cái cảm giác như là Bộ Tư pháp lùi lại để cho Quốc hội làm trước. Thì ông nói là cái cảm giác của ông không biết là có đúng, có chính xác hay không, nhưng mà ông nói rằng đây là những cái điểm lợi nè. Là nếu mà giả sử Bộ Tư pháp mà làm trước đó, thì cái luật mà Bộ Tư pháp mà họ điều tra đó, thì cái đó by law, vì luật pháp họ không được mở miệng ra. Đằng này Bộ Tư pháp họ đứng lùi lại, họ để cho Quốc hội mà điều tra, Quốc hội không có bị cái ràng buộc đó. Chính vì Quốc hội không bị ràng buộc cho nên chúng ta mới có những cái buổi điều trần, chúng ta mới có những cái tin ở trên báo đó mà nói rằng là ông A, ông B, ông C đã coi thường Quốc hội cho nên chúng tôi refer. Nhờ như vậy mà chúng ta mới biết được. Thì đây là cái góc nhìn của anh Duyên mà. Khi mà một cái tội bình thường như lạng cướp, giết người này nọ đó, đó chỉ là một cái case nó liên quan tới cái vụ việc đó mà thôi. Và cái bồi thẩm đoàn 12 người đó cũng chỉ tại vì mà bộ tư pháp mà họ điều tra không có ai biết gì cả. Cho tới cái lúc ra tòa 12 người đó biết rồi từ từ mình mới biết, đúng không? Nhưng mà cái tội của Donald Trump không phải là một cái tội giống như là giết người hay là này mà cá nhân nữa. Mà tội Donald Trump đó là tội Donald Trump đang tấn công, đang phản quốc, đang phản bội cả một dân tộc, đang phản bội cả một cái nền, một cái bản hiến pháp, đang phản bội cả một cái nền dân chủ. Donald Trump đang kề nói cho cái cách nói của ông Biden đó, là Donald Trump đang kề cái cây dao găm vào cái cổ của nền dân chủ của chúng ta. Như vậy thì cái bồi thẩm đoàn không nên là 12 người, mà cái bồi thẩm đoàn nên là we the people, tất cả chúng ta. Chính như nên, và họ làm những cái buổi công bố tường trình mà rộng lớn như thế này đó, thì rõ ràng là những người bình thường, trong đó có Hương Giang, trong đó có anh Duyên, trong đó có gia đình Cali Today của mình đó, thì người ta mới nói là thì ra là ngày hôm nay tôi chứng kiến được tất cả, và tôi cũng là một người trong cái bồi thẩm đoàn để mà tôi đánh giá. Dĩ nhiên từ từ khi nào mà mình đánh giá rồi còn Bộ Tư pháp xử Donald Trump tính sao. Mình đánh giá để mình coi là cái tên tội đồ này nó đã nguy hiểm tới cái nền dân chủ của chúng ta tới mức độ nào. Cho nên yes, ngày hôm nay anh Duyên nói anh Duyên vui là bởi vì những người bình thường như chúng ta, mình đang làm cái vai trò của bồi thẩm đoàn để mà mình thấy những điều mà xảy ra đó, mới thấy cái nguy hiểm của Donald Trump như thế nào. Mà nói tới đây đó thì anh Duyên phải ngừng lại để mà hạ nhiệt, chứ còn nếu không thì Hương Giang lại phải gửi ớt qua sớm. Đúng rồi. Nãy giờ gửi hai chai rồi đó. Nhưng mà anh Duyên, cái phần phân tích của anh Duyên đó, nó làm Hương Giang nhớ đến Robert Mueller. Ok. Robert Mueller điều tra gần 2 năm, đưa ra một cái bản kết luận điều tra với chứng cứ như vậy, nhưng mà lại không kết luận, rồi đá qua cho Quốc hội. Thì bây giờ có phải chăng là Bộ Tư pháp học được cái bài của Robert Mueller cho nên để Quốc hội làm trước, hay là bây giờ cái ủy ban này rồi cuối cùng tổ chức điều trần họ cũng lại như Robert Mueller?
có kết luận, có chứng cứ nhưng mà lại không có đưa ra quyết định là có chuyển sang Bộ Tư pháp để truy tố hay không? Hai cái việc nó khác nhau. Thành ra nếu mà so sánh như vậy, theo người Mỹ họ nói mà so sánh trái cam với trái táo, orange với apple là không đúng. Cái lúc mà Donald Trump câu kết, nghĩa là có cái câu kết với Nga để mượn Nga mà gọi là giúp cho mình thắng cử đó, cho tới giờ phút này cái bằng chứng đó nó không có rõ ràng. Và cái cuộc tấn công đó cho tới cái lúc mà gọi là Robert Mueller được bổ nhiệm đi nữa đó, cái dấu hỏi nó còn quá lớn. Rồi tới chừng khi mà thành ra chính vì như vậy mà quốc hội đó, ngay lúc đó quốc hội cũng không có gọi là làm một cái gì được nữa. Tại vì nếu mà quốc hội mà lại ra một kiểu ủy ban mà điều tra cái vụ đó đó, thành ra cái đó nó very politics. Còn cái lần này đó là cái chuyện mà nó chà đạp, nghĩa là Donald Trump đưa người lên gọi là tấn công cái điện Capitol, nó xảy ra hiển lộ trước mắt mọi người rồi. Chính vì cái sự hiển lộ trước mắt mọi người đó, nó justify, nó cho thấy rằng cái chuyện mà thành lập cái ủy ban ngày 6 tháng Giêng đó là một cái việc mà hoàn toàn cần thiết cho cái nền dân chủ Mỹ. Thành ra Hương Giang thấy cái khác nhau rồi phải không? Thành ra cái hồi mà cái thời của ông Robert Mueller đó không có cái chọn lựa là quốc hội điều tra rồi mình điều tra, mà thật sự cái đó là nó nằm ở trong cái jurisdiction, trong cái power của ông Robert Mueller, nó nằm trong cái power của Bộ Tư pháp. Chỉ có một điều chẳng may cho mình là cái Bộ Tư pháp lúc đó đã bán linh hồn cho ác quỷ Donald Trump rồi, đã bán linh hồn cho quỷ rồi, cho nên làm tội nghiệp ông Mueller là ông làm mà ông phải né. Ông cuối cùng ông ra cái report đó, ông nói một cái câu này là anh nghe anh Duyên hơi khó chịu nè: nếu mà tôi biết là Donald Trump mà vô tội đó là tôi đã viết như vậy rồi thì đi hai hàng đó. Cái chuyện đó, nếu mà tôi biết ông Donald Trump này vô tội tôi đã viết xuống, có nghĩa là Donald Trump có tội thì tại sao ông nói thẳng như vậy đi, phải không? Rồi tới chừng mà đưa cái đó qua cho Bill Barr thì Bill Barr lại là tên nha tảo của Donald Trump. Bill Barr mới nói là dựa trên cái câu mà lờ mờ đó, vậy là em nó vô tội, đại khái nó như thế. Thành ra không có so sánh được. Còn ngay bây giờ, những cái tội của Donald Trump là ngập đầu rồi và trước mắt và rõ ràng rồi. Cái chuyện đó, quốc hội họ làm nhiệm vụ của họ và bên Bộ Tư pháp có nhiệm vụ. Cái này mà ông Glenn Kushner nói mà Duyên không biết nữa, là thực sự có phải là Bộ Tư pháp, nghĩa là có một cái phương pháp lần này nó khác hẳn những lần khác, là đứng lùi lại để cho dân, từng người dân Mỹ của chúng ta đó, mình là bồi thẩm đoàn, và sau khi mà cái bồi thẩm đoàn nó nhìn thấy rõ ràng rồi đó, mà bên Bộ Tư pháp họ lập cái bồi thẩm đoàn 12 người của họ để mà truy tố Donald Trump đó, thì không có ai có thể nói rằng là đây là chính trị. Yes, cũng có một số người mà nói rằng là đây là politics, thì cái số người đó là một thiểu số, nó nằm ở đài Fox, nó nằm ở trong cái nhóm cuồng Trump ở trong cái đảng Cộng hòa, không đáng kể. Cho nên cái chuẩn bị này của bên phía bên quốc hội đó, thật sự nó giống như là nó tạo một cái nền tảng, nó mở ra một cái con đường để mà Bộ Tư pháp của ông Merrick Garland, khi mà ông đưa cái job của ông đó, ông tránh được, người ta không có chụp cho ông một cái mũ là ông đang làm chính trị. Cái đó hay lắm. Quay trở lại, anh Duy nhắc đến Fox News, và thưa quý vị biết là trong mấy tuần qua thì thông tin cho biết là Fox News sẽ không có truyền hình trực tiếp cái phiên điều trần, nhưng mà ngày hôm qua đó thực ra là họ không có preempt, tức là các cơ quan truyền thông khác họ dẹp những cái chương trình khác của họ, họ đưa cái điều trần này lên. Còn Fox News vẫn giữ cái chương trình của họ, đó là có Sean Hannity, có Laura Ingraham. Nhưng mà họ chuyển sang cho Fox Business để phát sóng cái chương trình ngày hôm qua. Đó là cái điều mà Hương Nhâm muốn chia sẻ với quý vị.
tán chuyện với anh Duyên chỉ có một phiên điều trần thôi, mà tán chuyện bây giờ hơn một tiếng rồi, hết giờ rồi. Không phải hết giờ mà gọi là lố giờ, quá lố luôn á. Nhưng mà vẫn còn nhiều chuyện lắm thưa quý vị. Tại vì anh Duyên càng nói, anh Duyên càng phân tích thì Hương Giang càng có câu trả lời, và Hương Giang càng muốn muốn tham gia nữa. Nhưng mà đành phải ngưng lại. Nhưng mà trước khi ngưng lại nè, quý vị biết là sau cái phiên điều trần thì phía Cộng Hòa thì chỉ có ông Hương Giang tính là ông Duyên, ông Trump ông lên ông chỉ trích con gái. Thì còn ngoài ra có thêm một người đó là Scott Perry. Scott Perry cũng lên chỉ trích. Nhưng mà quý vị biết lý do tại sao Scott Perry là nằm một trong năm nhà lập pháp Cộng Hòa bị ủy ban này tống trác đòi? Bởi vì Scott Perry là người mà liên quan dính dáng đến cái nỗ lực bầu đảo ngược bầu cử rất là lớn. Nhưng mà đó, trong cái phiên điều trần ngày hôm qua thì nó tiết lộ ra một cái thông tin, đó là Scott Perry cùng với những người khác, mà những người khác thì chúng ta không biết cụ thể là ai, nhưng mà có Scott Perry đã tìm, đã muốn là được ông Donald Trump pardon, tức là ân xá sau ngày 6 tháng 1. Điều này có nghĩa là những người này họ biết họ có tội. Họ biết đảo ngược bầu cử là một cái tội felony, một cái tội lớn. Họ biết, chính vì vậy mà họ tìm đến tòa Bạch Ốc, họ gọi điện và họ muốn được ông Donald Trump ân xá. Chính vì vậy mà chúng ta thấy một cái phản ứng nó hơi thái quá của ông Scott Perry vào ngày hôm nay. Nhưng mà cái thông tin mà Scott Perry cùng với một số nhà lập pháp Cộng Hòa muốn được ông Donald Trump ân xá sau ngày 6 tháng 1 thì ngày hôm qua Hương Giang cũng hơi bất ngờ. Anh Duyên có ý kiến gì không trước khi mà Hương Giang wrap up? Và yes, những cái người đó họ muốn được ân xá, nhưng mà họ quên một điều. Họ quên một điều thôi, là nếu mà giả sử mà cái những việc họ làm mà nó liên quan tới cái việc tấn công vào nước Mỹ, liên quan vào treason đó, thì ông tổng thống không có quyền ân xá. Và nhớ cái chuyện đó. Nhưng mà nó có những cái trường hợp nè, chẳng hạn như là hồi mà anh Duyên nói đi thì anh phải Duyên phải nói lại, là khi mà ông tổng thống đó, ông có quyền ông ân xá, mà ông phải ông ân xá cho cái phe bên kia đó. Chẳng hạn như là hồi ông George Washington đó, ông ân xá cho những cái người mà gọi là chiến đấu chống lại ông cái thời đó, là bởi vì đoàn kết quốc gia đó, là ông ân xá cho cái phe đó. Hoặc là sau cái vụ mà nội chiến của ông Abraham Lincoln đó, thì ông tổng thống mà lên thay thế cho Abraham Lincoln đó, ân xá cho tất cả những cái đạo quân miền Nam, thì cái ân xá đó nó có giá trị. Còn đằng này, những cái người này họ chính là những người tấn công nước Mỹ, thì họ có ân xá được hay, với nhau hay không, đó là một cái vấn đề mà mình, nếu mà mình dựa vào cái language của cái bản hiến pháp đó, chắc là đấu đá ở ngoài luật pháp ghê lắm. Nhưng mà anh Duyên nói rằng là anh chỉ nêu lên là mình có một cái lấn cấn đó thôi, chứ còn không, mình không có cái câu trả lời dứt khoát về hướng nào nha. Rồi, còn bây giờ trước khi chia tay thì cái lần hearing kế tiếp đó, tại vì hồi nãy Hương Giang làm cho anh Duyên nhớ, là chúng ta sẽ nghe ai. Thứ nhất là cái tay mà Fox News, là cái ông editor của Fox News đó, ông sẽ cái phần mà tường trình của cái phần mà phỏng vấn của ông đó sẽ được đưa ra, là bởi vì trong cái cuộc phỏng vấn của ông nói là Trump biết đã thua mà vẫn phát tán những cái tin gian dối anyway, cái tay nể bên đài Fox. Một cái người kế tiếp nữa là ông Jeffrey Rosen, ông sẽ được cái phần của ông sẽ là vấn đề gì, đó là bên phía cái leadership của Bộ Tư pháp đó, họ đe dọa là Trump mà áp lực họ thì họ sẽ từ chức hàng loạt. Rồi một cái người nữa là cái advisor là ông Jacob, ông này là advisor của Mike Pence đó, thì ông sẽ nói rằng là ông, trong cái buổi mà ông làm chứng đó, ông nói Trump đã áp lực Mike Pence như thế nào để mà yêu cầu là Mike Pence đó dẹp cái vụ mà kiểm phiếu cử tri đoàn đi. Và sau hết là hai người từ Georgia là ông Raffensperger với lại cái ông Gabriel Sterling đó, thì hai người này sẽ nói những cái gì mà Donald Trump đã làm ở tiểu bang Georgia. Thì đó là những cái phiên kế tiếp mà chúng ta sẽ theo dõi. Mà
Nhưng mà anh Duyên thì anh Duyên chỉ nói rằng là những cái ngoạn mục của này nè, là cho tới giờ phút này những cái người mà được bên phía bên ủy ban này đưa ra đó, toàn là những người thế giá của đảng Cộng Hòa, mà những người làm việc sát cánh với Trump, những người từng ủng hộ Trump thôi, chứ không phải là một ông người chẳng hạn như mà ai mà phỏng vấn mà nói rằng là tôi đưa cái lời của ông Nguyễn Hoàng Duyên ra thì không ai tin hết á. Nhưng mà đưa những cái tay như là Bill Barr rồi Raffensperger này đó, cho tới giờ phút này những cái người mà đưa ra để trình làng cho cả nước Mỹ đó, toàn là những người mà đã từng ủng hộ Trump, đã từng làm việc với Trump, và Trump là boss của họ, hoặc là Trump đã từng là cái người mà họ được họ ủng hộ đó. Những người đó vạch hết cái mặt thật của Donald Trump ra, chứ còn anh Duyên mà có nói người ta cũng không tin. Dạ, bây giờ thưa quý vị, không thể nào tiếp tục được nữa rồi. Mặc dù chúng tôi vẫn còn tán chuyện, nhưng mà trong những tuần tới nha quý vị, cứ mỗi tuần có một phiên điều trần là Hương Giang với anh Duyên lại tán tiếp nữa cho quý vị nghe đến hơn một tiếng đồng hồ. Và Hương Giang cảm ơn anh Duyên, Hương Giang cảm ơn quý vị vẫn theo dõi, vẫn ủng hộ chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Và trước khi chào, trước khi mà tắt máy, thì Hương Giang vẫn còn một chai ớt nha luật sư Duyên. Và vẫn chờ đợi. Nhưng mà nói giống giống như ông Glenn Kushner đó, ông nói là trong lúc mà tôi trình bày đó thì nó có hai việc, là không chừng tôi sẽ lên giọng hoặc là tôi bị lên máu, tôi ráng tôi kềm chế, nhưng mà chắc là kềm chế không được. Nghe tướng. Vậy nên phải cười. Cảm ơn anh Duyên, cảm ơn quý vị, xin chào và xin hẹn gặp lại.